Hello, xin chào các bạn. Làm nhiều nội dung quá nó bị lú các bạn ạ. Hôm nay mình quên up thumbnail luôn. Không, thumbnail là ảnh bìa ấy, ảnh bìa YouTube ấy. Cái up video lên để quên. Nhưng mà thôi kệ. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để thêm ảnh bìa nhé. Sau khi các bạn đã up video lên YouTube rồi ấy. Tức là kiểu quên ấy. Quên như mình ấy, thì có thể up lại. Tất nhiên là nó ảnh hưởng đến cái performance của video rồi. Tốt nhất là không nên quên. Ví dụ nhé, đây là cái video mà mình quên này, 12 hiệu ứng chuyển cảnh hàng loạt siêu dễ này, bảo sao ít người xem, 2 giờ rồi mà còn có 67 view ấy. Ok, thì để mà thêm ấy thì các bạn nhớ tạo ra cái ảnh bìa trước nhé. Có nhiều công cụ để tạo ảnh bìa, mình thì đã tạo rồi. Ví dụ đây là mình có cái ảnh bìa đây, chuyển cảnh hàng loạt đây. Ảnh bìa rất là to, đấy, bên này, ok, rất là đẹp, quên up, cày. Nhân tiện là Filmora nó ra một cái phiên bản mới, Filmora 12.1 đấy, thì có mấy cái hay thì tí mình sẽ chỉ cho các bạn. Ok, ví dụ như là video này nhá, mình muốn thêm cái ảnh bìa ấy thì mình ấn vào cái video này nhá để mình edit nó. Thực ra không cần ấn vào vào studio cũng được. Nhưng mà thôi, mình sẽ ấn nó vào. Sau khi ấn vào ấy, các bạn ấn tiếp vào phím edit này nhá, edit video. Ấn vào edit video. Thêm ảnh bìa nó rất là nhanh thôi, không có gì cả. Đợi tí, mạng nó lướt loát hơi chậm. Ok, đợi một tí nha. Ok, đến cái trang này rồi. Đây là cái trang mà để chỉnh sửa video ấy. Thì bạn kéo xuống dưới nhé. Trong cái phần này nhé, có phần thumbnail này nhé. Thumbnail là ảnh bìa ấy. Bây giờ mình sẽ phải ấn vào nút này, upload thumbnail. Ấn vào đây, upload. Hãy tìm là cái ảnh thu nhỏ ở trên máy tính của mình. Đây mình đặt đây rồi nhé. Đây, chuyển cảnh hàng loạt này. Ấn vào đây, chọn open. Đó. Sau đây nó load vào đây là ok nhé. Và để tí mạng nó hơi chậm, nó chưa load vào. À đây, ok, có rồi. Đây là nó đã load vào đây rồi. Sau khi xong rồi ấy, thì các bạn nhấn vào nút này nhé, save nhé. Hoặc là lưu lại là xong. Ấn vào save. Đợi lưu. Ok, sau khi lưu xong, bây giờ mình sẽ ra kênh của mình để xem là ảnh bìa đã được cập nhật chưa. Chuyên mới trả ra gì mà quên. Ok. Đây các bạn nhấn vào đây. Tìm kênh của bạn. Không hiểu sao mạng nó chậm ấy, buổi tối cá mập nó cắn cáp nhiều, chậm. Ok, về kéo xuống dưới. No. Mình ấn nhầm vào cái này. Đó, đây các bạn nhìn này, đây là ảnh bìa đây nó đã cập nhật rồi nhá. Còn cái video này thì mình cố ý mình không không up ảnh bìa tại vì vlog làm linh tinh ấy. Ok, đơn giản đấy thôi, đấy là làm nào để cập nhật up up cái ảnh bìa sau khi bạn đã up video lên YouTube. Mình hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về YouTube, về Filmora, về phần mềm ấy, các bạn có thể comment bên dưới. Bạn nào muốn mình training định hướng nội dung các thứ ấy, thì cũng có thể book training mình, số Zalo mình đặt dưới phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.